Hello, welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với con game đấy là Triệu Hồi Sư nha anh em. Con này là chơi tương tự như Hải Tặc Đại Chiến ha. Cách chơi của nó cũng y chang như vậy luôn. Đấy, bây giờ chúng ta làm hướng dẫn đầu game ha. Vừa vô thì cho một con tướng 5 sao nè. Đấy. Đánh đi em. Đánh nó đi em. Đó, đánh zombie rồi ha. Game này anh em lên cấp cao thì nó mở ra nhiều cái hay lắm. Nhưng mà muốn lên được cấp cao thì nó cũng phải chờ thời gian thôi anh em, chứ cái game này không có farm được level ha. Y chang như Hải Tặc Đại Chiến luôn. Wow, con này cái chỉ số của nó bự ghê ta. Nè con nè, 3S luôn. Wow, nó đánh giá chỉ số của tướng qua mấy cái số sao này nọ ha. Đấy, ok, lên được lên level thì chúng ta sẽ nhận được kim cương này các kiểu ha. Rồi, ok, bây giờ hết hướng dẫn đầu game rồi đấy. Bây giờ chúng ta đi vòng vòng nè. Nó cũng như cái bản trước thôi, nhưng mà cái này là của bên Milu ha. Đó. Rồi, cái này cũng chắc là nạp mới lượm được, nạp mới lượm được. Ok. Rồi bên này đang có event gì vậy? Event này lấy đâu ra? Quan trọng mấy cái này lấy đâu ra? Ok, trong hư cũng không có ha. Hư nè, đó. À có. Đang có event ha, đang có event khu vườn trên mây gì nè. Đó, bắt đầu mở hả ta? Đúng rồi, mở chắc sẽ được mấy cái rương này nè. À, mở ra bụi đồ hả? Đậu phòng. À. Ok, mở méo được, hết đồ rồi. Chắc là vậy, theo nghĩ là vậy, mà chắc cái này chỉ có nạp mới có được thôi. Rồi cái này quà bếp là chúng ta là... Ủa có gờ mê luôn nè. Gờ mê nó nằm đâu vậy? À cái này là quà hưởng nè. Cái này là quà hưởng 7 ngày. Ok. Trước thì Heo đã có giới thiệu một cái bản Triệu Hồi Sư rồi ha. Nhưng mà cái bản này là của bên Milu. Chúng ta chưa biết là có free gì không. Đây chúng ta có game này có hack cái gì Harry Potter đồ các kiểu khá là nhiều ha. Nhiều lắm. Cái này là quà tiêu tiêu ấy nè anh em, tiêu cái gì quên mẹ nữa rồi. Quà tiêu kim cương. Kim cương thì game này không có mèo chiêu tài ta. Hay là chưa tới thời gian mà mở được mèo chiêu tài hay gì đây. Cái mèo chiêu tài là cái chỗ mà để chúng ta có thể kiếm được khá đồ đó nha anh em. Nhưng mà chắc cái này nó chưa mở mèo chiêu tài rồi. Đây, đó, 50 vé quay tướng, ok. Quy khá là nhiều. Đây là mấy cái này là nạp rồi. Nạp luôn. Ok, cái này hình như không phải nạp nè. Này gì ta? Ok, nhưng mà đừng có đụng vô nhiều ha. Mà công hết kim cương nữa. Kỳ lắm. Mấy cái nào nó free thì mình nó xài nha anh em. Ok, chúng ta đang chơi game free mà. Đừng có đụng bao nhiêu thứ. Rồi đi chắc farm phó bản cho nó lẹ quá. Đó. Ngồi chút là tự nó đánh là nó cũng tự lên VIP cho lên level cho chúng ta ha. Cái này ok, có phần bỏ qua nè. Đó. Lên level cũng nhận được kim cương các kiểu con đời điểu. Đó, lên level ha. Má ước gì mà giờ ngồi farm riết cái nó lên được level cao hơn nữa cho đỡ biết mấy. Ok. Tới luôn bầu ơi. Có nhiều con tướng hay lắm anh em, nhưng mà phải lên level ha. Mà quan trọng là bây giờ nó có cho chúng ta lên level nhanh hay không. Đó, phải lên 20, 30 gì đó mới mở ra thêm nhiều thứ nữa. Nhiều lắm, lên trên rồi còn luyện tướng rồi luyện ngải, ghép tướng các kiểu con đà điểu.
tướng 10 sao, 5 sao, 7 sao rồi tùm lum hết à. Rồi ông nào đã chơi con hải tặc gì hải tặc đại chiến thì đang biết con này à. Đấy, nó cũng chơi cũng tự tự như vậy. Đó, ok, map đánh một map lên một level hả ta? Nhưng mà như vậy thì đẩy hẳn lên luôn chứ ngại ngùng con hùng gì đây. Ok, thua rồi, thua rồi. Ok, nhận quà VIP 15 cái đi. Trong này nó có trang bị nè ha. Ok, này VIP 3, 4. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 nè. 10 nè. 11 nè. 12 nè ha. 13 nè. 14 nè. Và 15 nè ha. Ok ok. Rồi full quà 15 và bây giờ đi quay tướng đi anh em. Hồi nãy giờ chúng ta cũng được khá nhiều vé quay rồi ha. Được 100 mấy luôn kìa, 126 vé quay. Ok, đẩy luôn chứ chuyển luôn chứ ngại ngùng gì. Được một con 5 sao. Tiếp 10 lần nữa. 10 lần nữa luôn. 10 lần nữa luôn. Ok, chúng ta có thể bấm lẹ qua ha. Mà không có tướng 5 sao rồi. Ok, cái này được một con. Càng ngày càng mở ra hơi việc nè, có Harry Potter nè ha. Đó, lên cao cao là chúng ta có thể ghép được mấy con tướng rồi, 4 sao hình 5 sao chẳng hạn như vậy. Ghép cũng y như bên hải tặc đại chiến nha anh em. Chứ cũng không có khác cái gì lắm đâu. Có Natra nè, có Quan Âm luôn. Đâu, thì này ngon là được hai con 5 sao. Đấy đấy, hai con 5 sao chúng ta có thể ghép lên được là 6 sao. Đó, ví dụ vậy. Còn God nữa nha. Đấy đấy, cứ giờ bây giờ cứ chạy đi. Đó, hai con, ba con luôn. Đâu, mã lần này ngon rồi. Wow! Tướng 5 sao mà 2 S luôn anh em. Ôi ôi, mấy con tướng này tướng hiếm nè. Ôi. Ngon lành, ngon lành. Rồi, ở đây là cái hành tụ. Từ từ ha, bình tĩnh, chúng ta còn đi nhập code nữa. Đây, từ từ. Đó, online chút thì chúng ta nhận thêm vé quay nữa nè. Đó. Nhưng mà cái này không có cái phần mèo chiêu tài ta. Mèo chiêu tài để mà còn quay lại có GM nè. Ok, bây giờ đi nhập code đi. Biết đâu hên lên GM thì sao. Mà bây giờ nhập code ở đâu đây. Cài đặt. Đây, gói quà nè. Thấy rồi. Có gì không, được gì không. Quay đều. Ok, để vô hư. Đi ra coi hư coi. Ồ, điểm VIP nữa anh em, cho điểm VIP nữa. Má, hy vọng lên được GM. GM không? Được, trời má, mở GM 2 luôn kìa, ngon lành. Wow. Lái xe liền. Oh my god, bản này có GM luôn. Ngon rồi. Đó. GM nha. Có luôn GM rồi anh em ơi. Ok. Trời ơi, 50 mảnh tướng 5 sao. Wow, đã nâng tướng cái kiểu. Ok, chẳng hiểu sẽ chơi cái này quá. À, chưa, GM 2 chưa mở. Nhưng mà đẩy luôn GM chứ hết. Má, hy vọng cái này là được GM 3 luôn. Mở ra được GM 3 luôn thì ngon ha. Không thì GM 2 cũng đỡ. Ok, đã vô hư. Code đầu game vô là anh em sẽ thấy rồi hả. Ok. Quay đều. Rồi. À, cái điểm quay tướng. Trời ơi. Ok, cái này rương hả. Oh, 60, 648 tệ nha anh em. Ngon. Má, không biết cái này nó có tính vô cái phần nạp VIP không ta. À, vé này mà được tính vô vé nạp nữa là thôi rồi luôn. Lượm ơi, ngon lành lắm luôn á. Ok. Bình tĩnh nào. Đây, ghép tướng lại nè. Đó, húp hả, ra con húp hả. Ok, húp. Này
Đồ trang bị vậy nè, mở ra coi. À, ngọc rồng 6 sao hả? Level 30 mới ăn được cái bé tệ này. Ok, cũng không tồi. Rồi tướng đây, tướng nè. Ủa không phải à, không phải à. Này là cái gì đây? Cái này là chắc tách tướng rồi. Này là hành tụ. Ok. Cái kho cũng khá là rộng nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi con nào đây? Nè anh em thấy không, cái chỉ số của nó nè. Con nào mà nó đó như con này nè, như con này chỉ số ngon nè, 3 ếch luôn. Còn mấy con kia thì chỉ số hơi chán ha. Có con này chỉ số phòng thủ cao nè anh em. Con này chắc tướng tăng được nè. Đó. Tướng ếch và 2 ếch nó khác nhau khá là nhiều ha. Đấy đấy, nhưng mà bây giờ nó nâng cấp lên được luôn. Đâu rồi. Như con này nâng cấp được nè. Đâu rồi, đây. Vô đủ level. Này skin của nó, skill nè. Trời ơi, lên luôn. Bỏ đó. Y chang như con hải tặc đại chiến ha. Chơi cũng không có gì khác đâu anh em. Đó, nhưng mấy tướng này thì kiếm cũng hơi bị khó. Khó thôi chứ là không phải là không được nha anh em. Để chúng ta còn hy vọng vào cái vé tệ ha. Vé 640 mấy tệ. Đó, huy luôn chúng ta GM1 rồi còn gì nữa. Còn cái này hết thì giờ đi lấy ở đâu đây trời. Mở luôn, nâng lên luôn. Mẹ mày, nâng lên luôn. Ngại ngùng gì vết bẩn anh em. Ok, hết bụi luôn hả? À, bụi lấy đâu đây? Đây, shop nè. Dạ, shop bán cũng hơi chua nhỉ. Huy chúng ta 2 triệu ha. 2 triệu 2 kim nguyên bảo. Đó. Cái này level 22 đồ. Đây nè. Cái chỗ mà chúng ta ghép tướng nè anh em. Đó, ghép lên con tướng 5 sao nè. Harry Potter cũng đủ nè ha. Đó, rồi khá nhiều tướng khác. Nè, trên này thì chúng ta có Phật Quan Âm nè ha. Rồi đây là Đường Tăng nè. Đó, này chắc là không biết. Khá nhiều tướng theo thấy mới mẻ. Ở đây chúng ta có Quan Công nè ha. Rồi có này là Thanh Xà hả? Đúng rồi, này là Thanh Xà. Rồi có luôn Banda nè. Bản này hình như nhiều tướng hơn. Còn đây là tướng hiếm nè. Đó, Tôn Ngộ Không. Đó, bên này là cái tư chất hiếm rồi, Nata đồ các kiểu. Ok, chúng ta sẽ mở cái này đi. Wow. Hơi chua nha. Không được. Anh này anh được 2 mảnh. Ok, thôi để từ ghép lên anh em. Đó, chúng ta được thêm 50 mảnh nữa nè. Đó. Ok, à cái đó là qua phó bản lên càng quét qua phó bản là chúng ta sẽ được thêm ha. Ở đây không có cái chỗ mà để chúng ta có mèo chiêu tài ta. Mèo chiêu tài thì nó đỡ hơn ha, cho chúng ta nhiều thứ hơn. Chúng ta quay mèo chiêu tài thì chúng ta sẽ được thêm kim cương ha. Này thì kim cương nó mặc định như vậy thì tính ra cũng cực cho anh em. Mà nó phi cũng khá nhiều anh em, hồi nãy giờ là 3 triệu tư rồi kìa. 3 triệu tư kim cương rồi hả? Đó, đây mảnh 5 sao nữa nè. Ngon. Ok, rồi. Nè, cái này là tiêu kim cương. Má chưa dám tiêu luôn, chưa mở ra được cái kia mà tiêu cái gì. Đây là GM1 lụm luôn.
Đây là Ngọc Hoàng, một con tướng hiếm luôn nha. Ok. Rồi vô quay tướng nè, hồi nãy giờ cũng được khá mạnh nữa rồi. Vô quay được 53 vé. Đó. Online mỗi ngày thì nó cũng cho vé nha anh em. Đó, một con 5 sao. Con này con gì ạ? Nhận ếch thôi anh em, nhưng mà cũng được. Nói chung đỡ hơn nó ra mấy con 4 sao ha. Y chang à anh em. Y chang như cái kia à. Đó, được một con. Một con này cũng khá là cùi. Wow, được 4 triệu rồi. Ok, ok, 4 triệu kim nguyên bảo rồi ha. Ở lòng 4 triệu kim cương. Rồi. Ở đây thì bây giờ chúng ta quay bằng tim ha. Quay bằng tim 100 lần. 100 tim thì quay được 10 lần. Mà ở đây là chúng ta có 10.000. 10.000 thì cho nó quay cũng được 900 lần hả ta? Ok, quay hết đi, quay hết đi. Nhưng mà quan trọng là nó có chứa đủ ở trong đó chứ. Ok, để mở lẹ anh em. Hy vọng là cái túi chúng ta sẽ đủ hả? Hồi nãy thấy túi cũng đủ lắm á. Mà kệ nó đi. Mấy con 2 sao này chắc đem vứt chứ để làm gì. Hiến tế hết. 3 sao thì còn cộng lên được 4 sao ha. Wow. Mở hường mà nó cũng ra được tướng tướng đỏ nữa nè em. Hồi nãy mới ra được tướng 5 sao nha. Ok ok, thôi mở lẹ đi. Nói rồi mời ghét chúng chửi chết luôn. Mở nào. Phi tệ, phi VIP, phi GM, phi kim cương ha. Các kiểu con đà điểu đầy đủ luôn. Phi vé, quay tướng luôn ha. Đó, khá ok. Phi luôn tướng chứ nói gì. Đó, 4 triệu mấy kim cương rồi anh em, 4 triệu mấy rồi. 4 triệu mốt rồi ha. Đây mảnh nè, chúng ta ghép hên xui lên con gì đây, lại húp nữa. Má méo có con gì khác ngoài húp hết ta. Rồi chắc chắc video kết thúc tại đây ha. Còn anh em nào có chơi thì tải về, link ở dưới phần mô tả nha. Đó, Harry Potter nè ha. Ok, up Harry Potter lên 5 sao luôn. Mấy con này nó rất là nhiều. Ở trên nếu mà gom đủ thì đây, ở đây bên hệ hiếm thì chúng ta cũng đã có nè. Đó. Sinh khí, sinh lực gì nữa nè. Rất là nhiều ha. Anh em mà có chơi thì tải về. Game đó, Quang Vũ rồi các kiểu. Đó, Khanh Xà, rồi Banda rồi. Nữ hoàng Ai Cập luôn. Đó, Harry Potter rồi. Ở bên này thì có Yasu, Yushin, rồi tùm lum hết. Những nhân vật trong Dota có Natra luôn nè. Đó, Natra, Hồng Hà Nhi này nọ. Bên này thì Harry Potter. Đấy, rồi Đường Tăng. Rồi cái thằng này gì quên rồi. Rồi thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Còn bây giờ thì chắc ốp đây. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Game rất là nhiều thứ hay ha. Ok.